Hello, hello các bạn. Thì sáng nay mình tiếp tục giao bông trang cho khách. Đây là cái lô bông trang 15 cây, 10 cây trang thái màu đỏ, 10 cây trang thái màu vàng, dưới một cây trang vàng một cốt này cho một vị khách ở Gia Lai. Ây dạ. Gồm 10 cây màu vàng và 10 cây màu đỏ. Thì đây mình vận chuyển ra Gia Lai khoảng 3 ngày tới nha các bạn. Cũng thời gian cũng nhanh. Ví dụ như đây đi Sài Gòn thì nó mau. Còn thường mình gửi ra Bắc Giang với Quảng Nam, Quảng Ninh rồi thì khoảng tầm 5 ngày. Nhưng mà cây bông trang này nó sống rất là tốt, nó chịu nắng, chịu nước, nó chịu khô cũng được nhiều ngày. Cho nên cây đến tay khách hàng vẫn rất là tốt chứ không sao. Rồi, mình quay sơ cho các bạn xem vậy. Mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn ngày mới làm việc vui vẻ, ngày đầu tuần thật là năng động. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà.